Hà Nội khởi tố tài xế ma men lái xe chèn qua người đại úy công an. Tạm giữ 7 thanh thiếu niên đánh hội đồng khiến nam sinh lớp 12 tử vong. Người đàn ông ở Bình Dương bị điện giật tử vong khi lao vào cứu người. Xuyên đêm ứng phó với cháy lớn trên núi Cô Tiên, Khánh Hòa. Trên gói bánh trưng bằng giấy bạc gây sốt mạng. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, thời gian gần đây, lực lượng chức năng tăng cường ra quân xử lý các hành vi sử dụng rượu bia khi lái xe. Tuy nhiên, các tổ công tác cũng gặp không ít khó khăn bởi sự chống đối của các đối tượng vi phạm. Tại Hà Nội đã xảy ra vụ việc tương tự khi đối tượng Phạm Ngọc Sơn lái xe ô tô trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn, tông bị thương một cảnh sát giao thông, Công an huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Công an huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Sơn, sinh năm 1987, trú tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn về hành vi giết người. Sơn là tài xế điều khiển xe ô tô tông một cảnh sát giao thông bị thương nên được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 7 tháng 1, tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Sóc Sơn thực hiện công tác xử lý vi phạm giao thông và kiểm tra nồng độ cồn tại tuyến đường 35 thuộc thôn 3 xã Hồng Kỳ. Thấy tổ công tác, Sơn lái xe ô tô Hyundai Tucson biển số 30G73013 đã bất ngờ quay đầu bỏ chạy và chèn qua người đại úy cảnh sát giao thông Nguyễn Văn Thường, khi đó đang đứng ở bên trái đầu xe ô tô. Ngay sau đó, Công an huyện Sóc Sơn đã nhanh chóng đưa đại úy Thường đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Kết quả kiểm tra, đại úy Nguyễn Văn Thường bị chấn thương sọ não. Về phần Sơn, sau khi điều khiển xe ô tô tông đại úy Thường, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 22 giờ 29 phút cùng ngày, Sơn đã ra đầu thú tại Công an xã Nam Sơn và khai nhận hành vi của mình. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của Phạm Ngọc Sơn, kết quả 0,083mg trên 1 lít khí thở. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Sơn. Chiều ngày 10 tháng 1, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm, động viên đại úy Nguyễn Văn Thường. Thông tin về tình hình sức khỏe của đại úy Thường, bác sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc có cán bộ bị thương nặng đang trên đường đến bệnh viện, lãnh đạo bệnh viện đã huy động các bác sĩ có chuyên môn, tay nghề cao, sẵn sàng ở phòng cấp cứu để kịp thời cứu chữa. Với sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, đến thời điểm hiện tại, mọi phương án, phương pháp điều trị tích cực nhất đã được bệnh viện áp dụng để đảm bảo tốt nhất cho đại úy Nguyễn Văn Thường. Thay mặt Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã tận tình và rất kịp thời tập trung cao độ cứu chữa cho đại úy Nguyễn Văn Thường. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng biểu dương tinh thần của đại úy Nguyễn Văn Thường trong việc kiên quyết xử lý, đấu tranh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ, lập hồ sơ xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật. Thăm hỏi, động viên người thân của cán bộ bị thương, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn gia đình đại úy Nguyễn Văn Thường bình tĩnh, vững tâm để chăm sóc anh sớm bình phục trở về bên gia đình và đồng đội. Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội và đơn vị đại úy Thường công tác tiếp tục sát sao, quan tâm hỗ trợ gia đình, túc trực chăm sóc đồng đội vượt qua hoạn nạn. Có thể thấy, hành vi của đối tượng này là vô cùng manh động khi bất chấp hiệu lệnh của lực lượng chức năng, bỏ chạy và gây thương tích nặng cho chiến sĩ cảnh sát. Chắc chắn, hành vi này sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật, tăng tính răn đe cho các đối tượng khác. Dân mong đại úy Thường sẽ sớm phục hồi sức khỏe, trở về với công việc. Chuyển sang thông tin tiếp theo, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nam Định đã tạm giữ 7 thanh thiếu niên 15 đến 18 tuổi cùng trú tại Nam Trực để điều tra về vụ việc đánh hội đồng khiến nam sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Nam Trực tử vong. Tạm giữ 7 thanh thiếu niên đánh hội đồng khiến nam sinh lớp 12 tử vong. Trước đó ngày 7 tháng 1, tại khu vực Ao Xanh, cụm công nghiệp Đồng Côi, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, hai nhóm thanh thiếu niên gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, một nhóm khoảng 10 người và nhóm còn lại chỉ có nam sinh Nguyễn Anh Tê, 18 tuổi, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Nam Trực. Nhóm thanh thiếu niên dùng gậy gỗ và gậy sắt để đánh nam sinh Nguyễn Anh Tê bị thương ở tay và vùng đầu. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, do vết thương quá nặng, em Tê đã tử vong vào tối cùng ngày. Theo cơ quan công an, nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định là do tối mùng 6 tháng 1, Tê có mâu thuẫn với một thanh niên tên Hát. Hát nhờ một nhóm bạn đánh Tê, nhưng nhóm này lại bị Tê dùng gậy sắt vụt vào lưng và đầu.
Đến chiều ngày 7 tháng 1, nhóm này hẹn T ra vị trí ở cụm công nghiệp Đồng Côi để nói chuyện. Tại đây, sau đó xảy ra việc T bị nhóm này đánh đến tử vong. Có thể thấy, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhiều bạn trẻ đang lựa chọn giải quyết bằng bạo lực, để rồi không làm chủ hành vi, án mạng rất dễ xảy ra. Vụ việc một lần nữa cho thấy tình trạng đáng báo động về hành vi côn đồ của một bộ phận giới trẻ hiện nay, cần sự vào cuộc hơn nữa của các cơ quan chức năng. Thưa quý vị, khi gặp tình huống có người bị điện giật, việc cứu hộ cũng cần có những kỹ năng nhất định, bởi chỉ một chút sơ sẩy, bản thân người cứu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Mới đây, một vụ việc đau lòng liên quan đến điện đã xảy ra tại Bình Dương. Theo đó, thấy người em họ bị điện giật ngã xuống, người đàn ông đã chạy lại ứng cứu thì cũng bị truyền điện, khiến người này tử vong tại chỗ. Chiều ngày 10 tháng 1, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân hai người bị điện giật trong cửa hàng bán hải sản. Nạn nhân đã tử vong là anh Mai Văn Hát, 34 tuổi, còn người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện là anh Mai Đình Tê, 21 tuổi, cùng quê Thanh Hóa. Hai người là anh em họ, làm việc tại cửa hàng bán hải sản ở chân cầu Phú Long Mới, thuộc phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, anh Tê đang làm việc tại khu vực bể chứa hải sản thì bị điện giật. Thấy vậy, anh Hát chạy tới ứng cứu thì cũng bị truyền điện ngã xuống. Phát hiện vụ việc, những người trong cửa hàng chạy tới ngắt điện. Nhưng lúc này, anh Hát đã tử vong. Anh Tê bị thương được đưa vào trung tâm y tế thành phố Thuận An cấp cứu. Nhận tin báo, công an có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành lấy lời khai nhân chứng. Nhân viên điện lực cũng tới phối hợp điều tra. Tới 16 giờ chiều nay, công tác khám nghiệm được hoàn tất, nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân đang được làm rõ. Thời gian gần đây liên tiếp các vụ hỏa hoạn xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Mới đây một vụ cháy lớn đã xảy ra trên núi Cổ Tiên, Khánh Hòa. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp tìm kiếm đưa những người trên núi xuống. Xuyên đêm ứng phó với cháy lớn trên núi Cô Tiên, Khánh Hòa. Sáng ngày 11 tháng 1, ông Bùi Danh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hòa cho biết, vụ cháy lớn trên núi Cô Tiên xảy ra vào hồi 16 giờ 40 phút ngày 10 tháng 1, đã tự tắt vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 11 tháng 1. Cụ thể, đám cháy này xuất hiện trên núi Cô Tiên và sau đó gió mạnh thổi ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan rộng. Ngay trong đêm, hơn 100 người gồm dân quân, công an, kiểm lâm, biên phòng được huy động tới hiện trường. Các lực lượng cũng đã lên đỉnh núi Cô Tiên để đưa 25 người cắm trại qua đêm trên đỉnh xuống núi an toàn, đồng thời tìm biện pháp khống chế đám cháy. Nhưng trời tối, địa thế của khu vực núi cao hiểm trở nên lực lượng chữa cháy chưa thể tiếp cận hiện trường, lửa cháy suốt 11 giờ. Từ 2 đến 3 giờ sáng ngày 11 tháng 1, hiện trường xuất hiện mưa lớn nên đám cháy chỉ còn âm ỉ và tự tắt lúc 3 giờ 30 phút cùng ngày. Hiện nguyên nhân đám cháy đang được các cơ quan chức năng địa phương điều tra làm rõ. Núi Cô Tiên là ngọn núi nổi tiếng nằm ngay trong thành phố Nha Trang, có dáng hình của thiếu nữ. Trên núi chủ yếu là các loại cây bụi cỏ tranh. Từ trên đỉnh núi Cô Tiên có thể nhìn bao quát được cả thành phố Nha Trang. Chính vì vậy, thời gian gần đây, người dân và du khách thường rủ nhau lên núi vui chơi ngắm cảnh. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin quan trọng mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Công an thành phố Đà Nẵng thông tin về vật thể lạ trước cổng trường. Liên quan đến thông tin vật thể lạ đặt trước cổng trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh lan truyền trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng vào sáng ngày 10 tháng 1. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định bên trong vali không có vật nguy hiểm. Tiến hành xác minh, cơ quan chức năng đã xác định được chủ nhân của vật thể lạ trên là anh LQG, sinh năm 1988, hiện trú tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Anh Dê được gia đình xác nhận đang điều trị bệnh tâm thần. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh làm rõ. Bắt nhóm người giả danh cảnh sát hình sự cướp tài sản người đi đường. Ngày 10 tháng 1 năm 2024, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết vừa bắt khẩn cấp Thạch Hoài Biển, 25 tuổi, Dương Long, 34 tuổi, Lý Thái Nguyên, Tự Chiến, 23 tuổi và Thạch Thị Sivon, Tự Linh, 24 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Sóc Trăng về hành vi giả danh cảnh sát hình sự cướp tài sản của người đi đường. Thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 22 tháng 12, anh NTG, 22 tuổi, quê ở Trà Vinh, chạy xe máy đường tỉnh 830 hướng từ huyện Đức Hòa về huyện Bến Lức ra quốc lộ 1. Khi đến khu vực ấp 1 xã Lương Bình, huyện Bến Lức, 4 nam nữ đi 2 xe máy chạy theo ép vào lề xưng cảnh sát hình sự kiểm tra giấy tờ cá nhân. Anh Dê định lấy điện thoại ra gọi cho bạn, nhưng sau đó bị đối tượng giật điện thoại. Nhóm này khống chế, buộc nạn nhân ngồi giữa xe, chạy về trụ sở làm việc. Khi đến đoạn vắng, ít người qua lại, nhóm đối tượng đẩy anh Dê xuống đường rồi cướp chiếc xe máy.
lực lượng công an, dân phòng đón chặn, bắt giữ đối tượng trộm xe máy ở Trà Vinh. Vào lúc 20 giờ ngày 10 tháng 1, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An nhận được thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh về việc hỗ trợ bắt giữ một đối tượng trộm xe máy đang trên đường tẩu thoát theo quốc lộ 1, có khả năng hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Bến Lức đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng chốt chặn, bắt giữ đối tượng. Sau một thời gian bám chốt, kiên trì quan sát, lực lượng phát hiện đối tượng khả nghi điều khiển xe máy chạy với tốc độ nhanh trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bến Lức hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lập tức, lực lượng tổ chức truy đuổi, đón chặn và bắt giữ đối tượng khả nghi ngay tại khu vực ngã ba Gò Đen, xã Phước Lợi. Bắt chùm ma túy thay tên, năm sinh, trốn truy nã 17 năm. Ngày 11 tháng 1, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi để hoàn tất các thủ tục để di lý đối tượng Nguyễn Thị Thìn, 48 tuổi, trốn truy nã từ tỉnh Quảng Ngãi về Hòa Bình. Trước đó, đối tượng Nguyễn Thị Thìn bị Công an tỉnh Hòa Bình bắt năm 2003 tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình về hành vi mua bán trái phép chân ma túy. Sau đó, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình xử phạt 16 năm tù giam và bỏ trốn khi đang được tại ngoại. Năm 2007, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định truy nã số 01/PC17 ngày 16 tháng 1 năm 2007 đối với Nguyễn Thị Thìn về hành vi mua bán trái phép chân ma túy. Được biết, trong thời gian lẩn trốn, đối tượng đã đổi tên là Thùy, sinh năm 1978, để qua mắt lực lượng chức năng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Khởi tố 6 bị can trong đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Mới đây, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng cùng thường trú trên địa bàn thành phố Cao Lãnh về tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, theo quy định tại Điều 291 Bộ Luật Hình Sự. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng trong vụ án đã liên kết, móc nối với nhau, hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác nhằm thu lợi bất chính. Thủ đoạn của các đối tượng là tìm kiếm các cá nhân, học sinh, sinh viên, công nhân cần tiền tiêu xài để gợi ý, dụ dỗ, lôi kéo, cung cấp số thuê bao, sim giác, phí mở tài khoản. Sau đó, hướng dẫn người mở tài khoản bằng cách thức đăng ký mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Cao Lãnh. Mỗi tài khoản đăng ký thành công, các đối tượng thu mua lại với giá từ 150.000 đến 700.000 đồng. Sau đó, bán lại cho nhiều đối tượng trung gian để sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật khác. Thưa quý vị, Tết Nguyên đán đang cận kề, với những người Việt xa xứ, chắc hẳn ai cũng muốn có một chiếc bánh chưng để vơi bớt sự nhớ nhà trong ngày đầu năm mới. Tìm cách để có cái Tết đậm hương vị quê hương ở nước ngoài, do không có lá dong, nhiều người Việt Nam xa xứ gói bánh chưng bằng giấy bạc, không ngờ lại tạo thành hot trend. Trend gói bánh chưng bằng giấy bạc gây sốt mạng. Còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, mạng xã hội lại tràn ngập những bài viết của Việt Kiều, du học sinh, người xuất khẩu lao động về việc chuẩn bị đón Tết ở đất khách. Không phải ở đâu người Việt cũng có thể xoay sở kiếm được lá dong để gói bánh chưng. Trong khi đối với họ, đây là món ăn nhất thiết phải có để mang lại những cảm xúc thiêng liêng về Tết truyền thống, để cảm nhận được sự ấm áp của quê nhà. Cách biến báo của nhiều người lao động Việt Nam tại Nhật Bản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 chính là sử dụng giấy bạc, giấy nến mua ở siêu thị. Những đoạn clip quay cảnh gói bánh chưng bằng giấy bạc của họ đang gây sốt trên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác lớn. Là thực tập sinh đang làm việc tại tỉnh Niigata, Nhật Bản, cô gái Tống Trang quê Nghệ An khiến dân mạng trầm trồ khi khoe tài gói bánh chưng, bánh tét bằng giấy bạc cùng các chị em đồng hương. Các nguyên liệu như gạo nếp, đỗ xanh, thịt đều có thể dễ dàng mua tại Nhật Bản, nhưng lá dong, lá chuối thì không kiếm được. Bánh gói bằng giấy bạc không có lớp vỏ bọc màu xanh, nhưng bù lại các cô gái vẫn nhuộm xanh được phần nếp bằng nước lá dứa. Tuy màu xanh của những hạt nếp không được đậm như cách xay lá giềng lấy nước để ngâm như cách làm ở Việt Nam, nhưng tại xứ người, biến báo được như vậy cũng đủ để Tống Trang và các bạn hài lòng. Các cô rất vui vì dù không có đủ nguyên liệu truyền thống, những chiếc bánh chưng, bánh tét thành phẩm sau khi luộc vẫn rất dẻo và ngon. Cũng không thể về Việt Nam ăn Tết cổ truyền, Thùy Linh hiện sống ở thành phố Kobayashi, tỉnh Miyazaki, Nhật Bản, tự mày mò học gói bánh chưng, dù không tìm mua được lá dong, lá chuối. Thay vì gói bánh chưng với kích thước cơ bản như nhóm Tống Trang, cô chỉ làm những chiếc bánh chưng rùa nhỏ xinh bọc giấy nến. Linh dùng những miếng bìa các tông dựng thành hình vuông nhỏ để làm khuôn. Bên ngoài là hai lớp giấy nến, cho các nguyên liệu vào theo quy trình thông thường. Sau đó cô gấp các lớp giấy lại và buộc dây hình chữ thập là thành hình bánh chưng. Nhiều người xin bí quyết gói bánh ngon mà không có lá dong, sau đó thực hiện rồi quay clip khoe lên mạng. Từ đó việc gói bánh chưng bằng giấy bạc, giấy nến trở thành hot trend trong những người Việt xa xứ.
Thưa quý vị, lễ mùng 1 hoặc ngày rằm đã trở thành một nét văn hóa của người Việt nói chung và người Hà Nội nói riêng. Đi lễ không chỉ để cầu bình an may mắn cho bản thân và gia đình, mà còn giúp hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau những vất vả lo toan trong cuộc sống mưu sinh. Ngày mùng 1 cuối cùng của tháng Chạp năm Quý Mão, tại các điểm chùa ở Hà Nội thu hút rất đông người dân đến lễ. Dưới thời tiết mưa lạnh vẫn không ngăn được hàng trăm người dân đến Phủ Tây Hồ lễ bái vào lúc 0 giờ. Hàng trăm người lễ Phủ Tây Hồ lúc 0 giờ ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng của năm. 0 giờ ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng của năm, hàng trăm người có mặt tại Phủ Tây Hồ làm lễ tạ. Hình ảnh này xuất hiện ngay từ trước đó nửa tiếng. Hà Nội đêm qua lạnh 18 độ C, trời có mưa, nhưng không làm giảm lượng người đi lễ vào ban đêm. Các mâm lễ được sắp chu đáo, đầy đủ. Tuy không gian nhỏ hẹp nhưng không có tình trạng chen lấn xô đẩy, mọi người yên lặng làm lễ. Đồ lễ được các sạp bên ngoài cổng bán theo mâm. Mỗi mâm có giá từ 200 đến 350.000 đồng, gồm có bánh kẹo, hoa quả, nén hương và vàng mã. Theo quan niệm của nhiều người, dâng lễ vào thời khắc đầu tiên trong ngày cuối cùng của năm cũ sẽ mang lại sự linh thiêng hơn, công việc kinh doanh sẽ thuận lợi trong năm mới. Cuộc sống ngày càng hiện đại, văn minh, nhưng nét đẹp văn hóa đi lễ chùa đầu năm vẫn luôn được người dân lưu giữ. Đó không chỉ thể hiện khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc, no đủ, mà còn là dịp để vun đắp tinh thần người Việt, thêm yêu và trân trọng những giá trị cội nguồn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.